chỉ huy Ukraine thừa nhận lính Nga tiến vào Kharkov như trốn không người. Đức báo tin buồn cho Ukraine giữa lúc Kharkov ngàn cân treo sợi tóc. Kịch bản đáng lo ngại nếu châu Âu kiên quyết tẩy chay uranium từ Nga. Nghị sĩ Mỹ so sánh việc Israel đáp trả Hamas giống việc Mỹ ném bom hạt nhân Nhật Bản. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự mới nhất, hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Cuối tuần trước, Nga đã khởi động chiến dịch tấn công vào Kharkov, một tỉnh nằm ở phía đông bắc của Ukraine, tiến sâu vài km và đạt được một số thành công nhất định. Ngày 12 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của họ đã thâm nhập sâu vào hệ thống phòng tuyến của Ukraine và nắm quyền kiểm soát tại tổng cộng 9 làng ven biên giới trải dài trên khoảng 100 km. Tại vùng Donbass, nơi sức kháng cự của Ukraine mạnh mẽ hơn, lực lượng Nga đã mất nhiều tháng mới đạt được các kết quả tương tự. Một đoạn video được chỉ huy của đơn vị trinh sát Ukraine tại Kharkov, Denis Jaroslavsky, quay lại cho thấy một đội quân Nga đi bộ qua biên giới mà không gặp phải sự chống cự nào. Ông Jaroslavsky lên tiếng cho biết rằng các quan chức đã tuyên bố xây dựng các hệ thống phòng tuyến với số tiền lớn, nhưng thực tế chúng đơn giản không tồn tại. Chỉ huy Jaroslavsky cay đắng nói, chẳng có phòng tuyến đầu tiên nào cả, chúng tôi nhìn thấy lính Nga thản nhiên tiến vào, không có bãi mìn nào trên đường đối phương di chuyển. Ông Jaroslavsky thừa nhận, đây có thể là hành động cầu thả hoặc tham nhũng, là sự phản bội chứ không phải thất bại. Từ nhiều tháng trước, các quan chức và các chuyên gia đều dự báo Nga có thể khởi động chiến dịch tiến công vào tỉnh Kharkov. Cả tình báo của Ukraine và phương Tây đều chỉ ra rằng Nga đã tập trung lực lượng dọc biên giới với quy mô lên tới 30.000 quân. Phía Nga cũng công bố rằng họ sẽ thiết lập vùng đệm tại tỉnh Kharkov để ngăn chặn Ukraine tiến hành các cuộc pháo kích vào các tỉnh kề biên giới. Tuy nhiên, Ukraine dường như không chuẩn bị đầy đủ trước cuộc tiến công của Nga vào Kharkov, mặc dù các quan chức ở Kiev đã phủ nhận điều này. Đơn vị của Jaroslavsky đã tham gia vào một chiến dịch phản công nhanh chóng vào mùa thu năm 2022, đẩy lùi lực lượng Nga khỏi hầu hết lãnh thổ của tỉnh Kharkov, nhưng bây giờ có nguy cơ phải đối mặt với lực lượng Nga một lần nữa. Quân đội Nga đã tuyên bố rằng họ đã tiến sát ranh giới của thành phố Volchansk nằm cách biên giới khoảng 5 km. Thành phố từng có dân số khoảng 20.000 người, nhưng hầu hết đã di tản khi xung đột bùng phát và hiện chỉ còn khoảng 3.000 dân. Trong những ngày gần đây, hàng trăm người đã rời khỏi Volchansk. Lực lượng Nga đang sử dụng chiến thuật quen thuộc để tiến công vào tỉnh Kharkov bằng cách phá hủy các khu dân cư. Một sĩ quan cảnh sát địa phương tên Oleksiy cho biết Nga đang bắn khoảng 50 đến 60 phát đạn pháo vào Volchansk mỗi giờ, sau đó sử dụng máy bay chiến đấu để oanh tạc từ xa hàng chục km, vượt xa khả năng phòng không của Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, các quan chức Ukraine vẫn khẳng định thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên không đối diện nguy cơ bị Nga tấn công. Tuy nhiên, khi lực lượng Nga tiến xa hơn, thì thành phố lớn thứ hai của Ukraine này càng dễ lọt vào tầm bắn của pháo binh nước này. Chỉ huy Jaroslavsky nhận định Nga sẽ cố gắng tập trung tiến công ở miền đông và kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Cùng lúc đó, Nga cố gắng khai thác điểm yếu của Ukraine trên chiến tuyến dài 1.000 km và họ đã tìm thấy một chỗ ở tỉnh Kharkov. Ông Jaroslavsky nói, tôi rất tức giận, chúng tôi mất hàng nghìn người khi chiến đấu giành lại lãnh thổ năm 2022. Chúng tôi phải mạo hiểm mạng sống, và giờ chỉ vì có ai đó không xây phòng tuyến, chúng tôi lại mất người. Trong bối cảnh Nga tấn công dữ dội tại Kharkov, giới chức NATO vừa một lần nữa nhắc nhở rằng Kiev không thể gia nhập tổ chức nếu xung đột ở Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TSN của Ukraine, Đại sứ Đức tại Ukraine Martin Jager cho biết chính phủ Kiev không thể kỳ vọng vào việc gia nhập NATO vào thời điểm hiện tại, bất kể việc các nước thành viên trong liên minh đã đồng thuận về việc Ukraine gia nhập. Theo ông, việc Kiev trở thành thành viên NATO không thực tế trong bối cảnh đang có xung đột và điều này chỉ có thể được xem xét sau khi xung đột vũ trang kết thúc. Hiện tại, nỗ lực của các quốc gia trong liên minh chỉ nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Washington tháng 7 sắp tới, chương trình nghị sự của liên minh đã được công bố mà không bao gồm phần thảo luận về việc Ukraine trở thành thành viên. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Power, đã tiết lộ có 3 vấn đề cơ bản liên quan đến tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh đã được giải quyết. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra về thời điểm mà NATO có thể chấp nhận Ukraine và sự kiện đó sẽ diễn ra sau khi xung đột kết thúc. Cuối tháng 9 năm 2022, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev gửi đơn đăng ký tham gia NATO với quy trình rút ngắn các thủ tục.
nhưng ngay lúc đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của liên minh là không thể khi đang diễn ra xung đột vũ trang. Tuyên bố mới của giới chức NATO diễn ra trong bối cảnh, vào rạng sáng ngày 11 tháng 5, lực lượng vũ trang Nga đã mở chiến dịch tấn công lớn trên khắp đường biên giới giữa hai nước ở khu vực tỉnh Kharkov của Ukraine. Ngày 12 tháng 5, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát được hàng loạt khu dân cư ở vùng Kharkov, trong khi quân đội Ukraine ghi nhận mất 170 binh sĩ, 34 binh sĩ bị bắt, cùng với việc hủy hoại 3 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe ô tô của họ. Bên cạnh đó, quân nhân Nga cũng đã tiến hành phá hủy một loạt thiết bị quân sự, bao gồm một xe chiến đấu chở hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire của Cộng hòa Séc, một pháo tự hành Sersa 155mm của Pháp, một pháo tự hành Bogdan 155mm, 4 khẩu pháo D-20 152mm, pháo tự hành D-30 122mm và 2 phương tiện tự hành thuộc hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1. Sau một ngày tấn công dữ dội, các đơn vị trong nhóm quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát nhiều điểm dân cư như Porisovka, Ogutsovo, Pletenevka, Pinaya, Strelitsa và hiện đang tập trung vào việc tiến kiểm soát thị trấn chiến lược Volchan cách thành phố Kharkov chưa đầy 50km. Hơn nữa, các đơn vị này còn gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 23 và 43 của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 120 và 125, cùng với các phân đội biên phòng số 15 của lực lượng biên phòng Ukraine tại các khu vực Volchan, Veseli, Glupokoe, Neskupny và Krasny. Phương Tây đã từ chối mua uranium từ Nga và thay thế bằng các sản phẩm do chính họ sản xuất. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một kịch bản đáng lo ngại. Một bài viết trên Sputnik chỉ ra rằng EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn nhà nước Rosatom của Nga, công ty quản lý các nhà máy điện nguyên tử của nước này. Sau đó, ngày 30 tháng 4, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu uranium từ Nga và vẫn đang chờ Tổng thống Biden ký thành luật. Điều đáng chú ý là việc áp đặt biện pháp trừng phạt sẽ khiến phương Tây từ chối mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga và thay thế bằng các lựa chọn sản xuất trong nước. Trong những tuần gần đây, hai mối nguy hiểm từ chính sách này của phương Tây đã trở nên rõ ràng. Trước hết, việc cung cấp nhiên liệu không phải từ Nga cho các lò phản ứng hạt nhân do Nga sản xuất ở Đông Âu có thể mang lại nguy hiểm. Hồi năm 2019, khi các nhà máy điện hạt nhân Ukraine bắt đầu sử dụng nhiên liệu do công ty Westinghouse của Mỹ sản xuất vì lý do chính trị, giám đốc điều hành của Rosatom Alexei Likachev đã cảnh báo rằng các lò phản ứng của Nga yêu cầu nhiên liệu phải tuân theo tiêu chuẩn của Nga. Việc điều chỉnh các lò phản ứng của Nga để sử dụng nhiên liệu từ Westinghouse là có thể, nhưng cần có sự hợp tác. Tuy nhiên, phương Tây đã không hoan nghênh điều này. Các lò phản ứng của Nga và Liên Xô vẫn đang hoạt động ở nhiều nước châu Âu, bao gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgaria và Phần Lan. Mối nguy hiểm thứ hai là EU không có khả năng thay thế nhiên liệu của Nga trong bối cảnh thiếu nguồn nhiên liệu thay thế đầy đủ. Nếu hợp tác với Nga dừng lại, châu Âu sẽ phải đóng cửa thêm nhiều nhà máy điện hạt nhân sản xuất năng lượng. Sau khi Đức thoát khỏi nguyên tử vào năm 2022 và sự giảm sản lượng ở Pháp và Anh, việc ngừng hoạt động thêm có thể gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng sâu sắc nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ. Cả tập đoàn nhà nước Rosatom của Nga và các chuyên gia quốc tế đã cảnh báo về những rủi ro từ chính sách của phương Tây nhằm thay thế nhiên liệu và công nghệ của Nga bằng những lựa chọn thay thế kém tin cậy hơn. Hôm 8 tháng 5, London tuyên bố sẽ chi gần 196 triệu bảng Anh, tương đương 251 triệu đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy sản xuất uranium làm giàu thấp HALEU ở Tây Bắc nước Anh. Dự án này được cho là sẽ thúc đẩy lĩnh vực năng lượng hạt nhân đang suy yếu của Anh và Pháp, biến HALEU trở thành nhiên liệu hạt nhân trong tương lai. Thứ trưởng Ngoại giao Anh về hạt nhân và năng lượng tái tạo Andrew Bell nhận định, bằng cách trao cho Urenco, một công ty sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy hạt nhân của Mỹ từ năm 1971, trị giá 196 triệu bảng Anh để xây dựng cơ sở sản xuất HALEU mới ở Cheshire, chúng tôi muốn giúp các đồng minh châu Âu của mình thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hạt nhân của Nga. Tờ Sputnik cho rằng điều này nghe có vẻ buồn cười trong bối cảnh sản lượng năng lượng hạt nhân của Anh sụt giảm mạnh, trong khi gã khổng lồ điện lực của Pháp EDF đang chật vật với khoản tiền phạt 12,9 tỷ euro vì chậm trễ xây dựng và tình trạng mất điện ở Anh và một số quốc gia châu Âu. Ngày 12 tháng 5, Thượng nghị sĩ Graham đã đưa ra nhận định rằng việc Israel đáp trả Hamas ở Gaza cũng tương tự như việc Mỹ ném bom hạt nhân Nhật Bản. Ông nhận định cả hai nước đều phải làm vậy do đối mặt nguy cơ bị hủy diệt. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cho biết, khi đất nước chúng tôi đối mặt sự hủy diệt sau trận Trân Châu Cảng, phải chiến đấu với phát xít Đức và phát xít Nhật,
chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc chiến bằng vụ ném bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki. Đó là quyết định đúng đắn. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, Hawaii. Mỹ lúc đó là quốc gia trung lập và vụ tấn công này đã đẩy Mỹ vào Thế chiến thứ hai. Hiroshima trở thành thành phố đầu tiên của Nhật Bản bị Mỹ ném bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. 3 ngày sau đó, Mỹ tiếp tục ném bom vào thành phố Nagasaki, gây ra thảm họa với khoảng 40.000 người thiệt mạng. Nhật Bản sau đó tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Người ủng hộ nhiệt thành Israel, nghị sĩ Graham, đã sử dụng cách so sánh này nhiều lần khi lên án việc Tổng thống Joe Biden đe dọa ngừng cung cấp một số loại vũ khí cho Israel nếu nước này tiến quân vào Rafah, một thành phố ở Nam Gaza có hơn 1 triệu dân thường đang ẩn náu. Trước đó, Mỹ đã xác nhận ngừng chuyển giao một lô vũ khí gồm 1.800 quả bom 2.000 pound 907 kg và 1.700 quả bom 500 pound 226 kg cho Israel nhằm tăng áp lực để Tel Aviv không tấn công Rafah. Ông Graham nhấn mạnh, hãy cung cấp cho Israel những quả bom họ cần để kết thúc chiến sự, họ không thể thua. Về lý do đồng tình với Tổng thống Ronald Reagan từ chối cung cấp một số vũ khí cho Israel trong cuộc chiến ở Liban những năm 1980, nhưng phản đối chính quyền Tổng thống Joe Biden có động thái tương tự ở thời điểm hiện tại. Ông Graham tiếp tục nhắc lại về Thế chiến thứ hai. Ông nói, tại sao Mỹ có thể thả hai quả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt cuộc chiến đe dọa sự tồn vong của đất nước? Tại sao chúng ta được làm việc đó? Tôi nghĩ Mỹ được phép làm vậy, nên Israel hãy làm bất cứ điều gì các bạn cần để nhà nước của các bạn được tồn tại. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận Mỹ không thể và sẽ không ủng hộ Israel trong việc tấn công Rafah, vì hiện không có kế hoạch đáng tin cậy để sơ tán dân thường và cung cấp hỗ trợ cho họ. Washington đang lo ngại về tác động của các loại bom và vũ khí do Mỹ sản xuất mà Israel có thể sử dụng trong các khu vực đông dân cư ở Rafah và đang tiến hành thảo luận với Tel Aviv về vấn đề này. Trong khi đó, ông Graham lập luận Hamas phải chịu trách nhiệm về thương vong dân thường trong cuộc xung đột. Ông tuyên bố, tôi nghĩ không thể giảm thiểu thương vong dân thường ở Gaza chừng nào Hamas còn sử dụng người dân làm lá chắn sống. Tôi chưa từng thấy những nỗ lực trắng trợn như vậy trong lịch sử các cuộc chiến.